Thì theo bên Biden á, thì là có một số những người bị cấm vận, nó nói thẳng luôn, không phải là cấm vận nước Nga mà cấm vận một số người luôn, những người mà trong cái là inner circle, tức là những người ở trong cái bộ sậu của Putin á. Thì trong đó gồm có ai, có thứ nhất là Sergei Shoigu, tức là Bộ trưởng Bộ Quốc phòng của Nga, Anton Vano, Putin Chief of Staff, tức là người nó là giám đốc hành chính của Putin á, Yevgeny Prigozhin là một người, nhưng mà người là businessman nhưng mà có một cái quan hệ mật thiết với Putin, Maria Zakharova là bộ trưởng về về communication director, tức là một người giám đốc về truyền thông của cái bộ cái là bộ ngoại giao đó, và Margarita Snowman là head of state television network, tức là mọi người đứng đầu cái ngành mà television của Nga. Thì tất cả những người này bị ban rồi luôn, tức là bị cấm luôn, không có được đi tới European Union đến đâu, và hàng và tài sản của họ bị đóng băng luôn. Cái đó mà quan trọng, tức là Liên Âu đó, tuyên bố nó thẳng thừng là mấy người đó là bị đóng băng hết tất cả những cái tài sản họ ở Liên Âu. Chúng ta biết là những cái tay mà đại tham nhũng nó không bao giờ để tiền trong cái nước của họ mà để tiền bên ngoài, hoặc là để tiền Thụy Sĩ, hoặc để tiền ở chỗ khác, chứ không có, nó không giấu tiền ở trong cái ngân hàng của giới nước quốc của họ, thì quốc gia của họ sẽ bị bắt. Nhưng bây giờ thì với cái phương tiện kia là kỹ thuật mới, là người ta biết hết tài sản anh giấu chỗ góc chầm nào cũng được, trừ khi anh đào lỗ trên cái vườn mà thôi, chứ còn bất kỳ anh để cho nhà băng nào cũng có hết. Thành ra những cái người này sẽ bị nó là tịch thu tài sản luôn. Còn những cái người khác á, thì có thể bị ảnh hưởng, mà chúng tôi chưa có danh sách đầy đủ ở đây, thì biết rằng là Liên Âu và Biden cũng đã thực hành luôn cái việc cấm vận luôn đối với Nga Xô.